Năm số 9, năm của sự hoàn tất và buông bỏ. Có điều như ý hay bất như ý đến, mình đều sẵn sàng buông bỏ để không tiếc nuối. Đáng lẽ như thế này, như thế kia. Cái gì đến với mình thì đều đón nhận và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Giải quyết mọi vấn đề bằng sự vị tha, bao dung và yêu thương. Có những mối quan hệ chúng ta né tránh, chúng ta cần phải đối diện và giải quyết nó với một năng lượng ôn hòa, sự vị tha, từ bi và yêu thương. Buông bỏ hết những điều bất như ý đến để đón nhận một hành trình mới cho năm sau. Khởi tâm giúp đỡ cộng đồng, biết buông bỏ bớt việc cá nhân, ràng buộc của cá nhân, giúp đỡ cho nhiều người hơn thì năm nay là một cái năm hết sức tuyệt vời, giúp đỡ được cộng đồng rất là lớn. Khi chúng ta hướng ra cộng đồng giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ được mình và giải quyết được những vấn đề riêng của chúng ta luôn. Có một số vấn đề sẽ xuất hiện lại trong năm này để chúng ta phải đối mặt và chấm dứt nó, chứ không phải là để ương dở dở nữa. Năm của sự học tập và phụng sự con người bằng trí tuệ là năm lợi lạc nhất, vì là con số 9 là biểu tượng của giáo dục, của ánh hào quang Đức Phật và Đức Mẹ, rèn luyện cho chúng ta thân, tâm và trí.